và các bạn chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức 24 giờ TV chúc quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật là tuyệt vời và vui vẻ và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ngay phía bên dưới góc phải màn hình để nhận được những tin tức nóng hổi được cập nhật mỗi ngày nhé và bây giờ mời quý vị và các bạn hãy cùng đến với chuyên mục tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày sau hàng loạt ồn ào các phượng và kiều minh tuấn tổ chức đám cưới Thưa quý vị tính giả thân mến, các Phượng đã chính thức lên tiếng về chuyện làm đám cưới với bạn trai kém 18 tuổi Kiều Minh Tuấn. Trong một cuộc trò chuyện gần đây, ngoài việc chia sẻ về vụ việc gây nhiều ồn ào liên quan đến chuyện tình của Kiều Minh Tuấn và An Nguy làm ảnh hưởng đến doanh thu của bộ phim, đại diện nhà sản xuất bà Dung Bình Dương còn bất ngờ tiết lộ chuyện các Phượng và bạn trai kém tuổi chuẩn bị đám cưới. Bà Dung Bình Dương tiết lộ chuyện Kiều Minh Tuấn và các Phượng sắp làm đám cưới. Trước đó có nhiều nguồn tin khiến tôi nghĩ rằng các phượng dùng scandal Kim Minh Tuấn và An Nguy để làm PR cho phim Mẹ Tuệ của cô ấy. Khi nói chuyện các phượng cho biết cũng hoàn toàn không biết việc này. Cô ấy khẳng định yêu Kiều Minh Tuấn và hai người không có chuyện gì, còn chuẩn bị đám cưới. Vì vậy, việc Kiều Minh Tuấn và An Nguy xác định yêu khiến cho tôi cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy nhiên trong buổi gặp gỡ báo chí để giải thích về những lầm xùm vừa qua và gửi lời xin lỗi với khán giả, cùng Kiều Minh Tuấn hôm ngày 14 tháng 10, các phượng vẫn một mực phủ nhận thông tin sắp sửa chính thức về chung một nhà với nam diễn viên em chưa 18. Các Phượng chia sẻ, bây giờ mọi người chia sẻ thì tôi mới biết có tin đồn tôi chuẩn bị làm đám cưới. Nhà sản xuất hay ai chia sẻ thì nên hỏi thẳng họ vì chính bản thân tôi cũng không hề biết câu chuyện này. Trước đó vào tháng 7 năm 2017, Các Phượng cũng từng chia sẻ, cô đã đăng ký kết hôn với Kiều Minh Tuấn, nhưng cả hai sẽ không làm đám cưới vì nữ diễn viên lo sợ sẽ đổ vỡ như cuộc hôn nhân đầu. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn để thuận tiện cho việc mua nhà chung làm hộ khẩu. Năm nay, sau khi lo xong live show của anh Hoài Linh và Kiều Minh Tuấn, tôi sẽ dành thời gian để nghỉ ngơi và lên kế hoạch có em bé. Sau đó có thể cả nhà sẽ mời anh em bạn bè báo chí đến dự một buổi tiệc nho nhỏ xem như công khai mối quan hệ nhưng chuyện mặc áo cưới thì không. Chiều ngày 14 tháng 10, Kiều Minh Tuấn chính thức lên tiếng xin lỗi khán giả. Các Phượng cũng như là ekip phim Chú ơi đừng lấy mẹ con, sao ồn ào yêu An Nguy khiến cho dư luận dậy sóng cách đây một tháng. Nam diễn viên Kiều Minh Tuấn nói, sai lầm này khiến tôi dây dứt rất nhiều. Tôi tự hỏi bản thân mình là loại dừa gì, lại khiến người thân khổ như vậy. Tôi hối tiếc vì chia sẻ chuyện tình cảm với An Huy, hối tiếc vì làm các Phượng tổn thương. Thế nhưng sau lời xin lỗi này, nam diễn viên lại tiếp tục bị chỉ trích. Kiều Minh Tuấn hối hận vì say nắng an Huy làm các phượng tổn thương. Thưa quý vị, trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều ngày 14 tháng 10, nam diễn viên em chưa 18 gửi lời xin lỗi đến khán giả. Anh cho biết hối tiếc vì chia sẻ thiếu suy nghĩ làm người bạn đời tổn thương. Chiều ngày 14 tháng 10, các phượng xuất hiện tại buổi gặp gỡ báo chí cùng với Kiều Minh Tuấn. Việt Nam diễn viên và An Huy công khai thừa nhận tình yêu, bị khán giả cho là chiêu trò bi cho phim. Hình ảnh của các phượng cũng bị ảnh hưởng đáng kể trên mạng xã hội nhiều người cho rằng các phượng chính là người đạo diễn đứng sau dàn dựng vở kịch tình yêu giữa bạn trai và an Huy nhằm bia tên tuổi và bộ phim tại cuộc họp báo nữ diễn viên khẳng định mình không liên quan đến câu chuyện giữa kiều minh tuấn và an Huy. trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng sau khi bạn trai công khai tình cảm với an Huy, các phượng thừa nhận trong nước mắt tôi thực sự đã bị tổn thương ngay giữa tâm bảo tôi và tuấn đã ra đà nẵng nói chuyện thẳng thắn với nhau tuấn khẳng định tình cảm với an Huy chỉ là cảm nắng Nữ diễn viên thừa nhận sau 10 năm chung sống, tình cảm giữa chị và Kiều Minh Tuấn thời gian qua đã xuất hiện rào cản. Chị kể, cả hai bận rộn với công việc dự án của mỗi người. Chúng tôi về nhà khi đã mệt trả trời, mạnh ai nấy ngủ, mạnh ai nấy ăn, vì vậy tôi thông cảm cho phút say nắng của Tuấn. Say nắng thì ai cũng từng vướng phải, quan trọng là người ta nhận ra nắng đó lợi hay hại với bản thân. Kiều Minh Tuấn gửi lời xin lỗi đến khán giả, các phượng và ekip đoàn phim Chú ơi đừng lấy mẹ con. Anh một lần nữa khẳng định trong buổi gặp gỡ báo chí rằng đã say nắng an nguy khi đóng chung phim. Anh nói, sai lầm này khiến tôi dây dứt rất nhiều. Tôi tự hỏi bản thân mình là loại người gì mà khiến người thân mình khổ như vậy. Tôi hối tiếc vì đã chia sẻ chuyện tình cảm với An Nguy, hối tiếc vì làm các vườn tổn thương. Kiều Minh Tuấn cho biết anh thừa nhận mọi sai lầm. Vì vậy, nếu nhà sản xuất dung bình dương kiện, anh sẽ chấp nhận. Điều các vườn nhận ra sau 10 năm yêu Kiều Minh Tuấn kém 18 tuổi. Quý vị thân mến, chuyện tình hơn kém nhau 18 tuổi của các Phượng và Kiều Minh Tuấn luôn nhận được nhiều sự quan tâm ngưỡng mộ của khán giả vào mọi thời điểm. Đặc biệt, đoạn clip Kiều Minh Tuấn bật khóc muốn bày tỏ mong muốn là có con với các Phượng sau 10 năm yêu nhau trong một chương trình truyền hình mới đây càng khiến cho khán giả xúc động. Riêng các Phượng trên trang cá nhân, cô đăng tải dòng trạng thái với lời lẽ khá dí dỏm, tiết lộ cách thể hiện tình cảm của Kiều Minh Tuấn suốt một thập kỷ qua. Các phường viết, sáng đạp xe mỗi cái chân anh ấy tiếp sức còn ngay và liền, cảm xúc xíu là anh ấy sẽ đút cho ăn và cho uống thuốc. Đi những sự kiện anh ấy luôn muốn cho cả thế giới biết, tôi luôn yêu và trân trọng cô ấy từng giây phút. Và đó là những khoảnh khắc của 10 năm trước, 10 năm sau anh ơi em đạp xe mỗi chân, mỏi thì ngồi xuống nghỉ cho hết mỏi rồi về. Anh ơi em sốt rồi, sốt thì mở tủ mà lấy thuốc uống, nhưng trước khi uống nhớ xuống bếp coi còn gì ăn không, ăn một miếng lót dạ rồi hãy uống thuốc. Đi ra đường thì sao ta, mạnh ai nấy đi. Ờ vậy đi, nếu chuyện đó có xảy ra, ta hãy cười trước đã. Thời gian 10 năm bên nhau của các Phượng và Kiều Minh Tuấn trải qua biết bao sóng gió. Sự quan tâm của nam diễn viên dành cho cô cũng dần thay đổi, nhưng là để gắn kết mối quan hệ thêm bền chặt hơn. Sau khi đăng tải bài chia sẻ, các Phượng nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè đồng nghiệp như Hoài Linh, Quyền Linh, Tiến Luật và người hâm mộ về một chuyện tình đẹp trong showbiz còn nhớ vừa mới đây khi tham gia chương trình là vợ phải thế cặp đôi từng chia sẻ khát khao có con dù ít khi bận tâm về khoảng cách tuổi tác nhưng khát khao có con luôn thường trực trong lòng kiều minh tuấn đó là nỗi trăn trở của cả hai người nhắc tới ước mơ nho nhỏ này kiều minh tuấn bật khóc nói tôi rất muốn có con với các phượng tuy nhiên kiều minh tuấn vẫn chấp nhận thực tại khi nhận ra rằng nuôi dưỡng và dạy dỗ một đứa trẻ nên người không phải chuyện dễ dàng. Chính vì vậy cả hai quyết định toàn tâm toàn ý nuôi con trai các Phượng trước khi có em bé. Các Phượng và Kiều Minh Tuấn yêu nhau đến nay được 10 năm nhưng nữ diễn viên vẫn từ chối không muốn tổ chức lễ cưới dù đã đăng ký kết hôn. Cô cho rằng mình không có số được làm cô dâu, cứ mặc đồ cưới thì hôn nhân sẽ rạn nứt dựa chừng. Nữ diễn viên thừa nhận rằng tình yêu bền bỉ và sự quan tâm của anh đã khiến trái tim tưởng như mà đóng băng của cô tan chảy. Trong nhiều lần chia sẻ với báo chí, các phượng đều tuyên bố nếu mối tình của cô và Kiều Minh Tuấn không đi tới đâu, nữ diễn viên sẽ khép cửa trái tim mình mãi mãi. Tiết lộ gia thế của Kiều Minh Tuấn, bạn trai trẻ của các phượng. Kiều Minh Tuấn là một nam diễn viên trẻ đang được chú ý đến khi anh là bạn trai của các phượng, người lớn hơn anh đến 18 tuổi. Vậy gia thế của Kiều Minh Tuấn như thế nào? chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. Diễn viên Nam Kiều Minh Tuấn sinh vào ngày 26 tháng 2 năm 1988 tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, nước Việt Nam. Anh sống và làm việc chủ yếu tại thành phố Hồ Chí Minh, nước Việt Nam. Anh sinh ra thuộc cung Sông Ngư, cầm tinh con giáp là con rồng, mậu tình năm 1988. Kỳ Minh Tuấn đã được xếp hạng nổi tiếng thứ 970 trên thế giới và đứng thứ 47 trong danh sách diễn viên nam nổi tiếng. Tổng nhân số của Việt Nam vào năm 1988 vào khoảng 63,26 triệu người. Kỳ Minh Tuấn là một nam diễn viên đã đang thu hút sự quan tâm của công chúng sau vai diễn một anh chàng dân chơi chính hiệu ở trong bộ phim Chiếu đạp Em Chiêu 18. Nam diễn viên này còn được biết đến qua mối tình với nữ diễn viên hài Cát Phượng, người hơn anh đến 18 tuổi. Nhắc đến cái tên Kiều Minh Tuấn thì khán giả Việt Nam sẽ liên tưởng đến những nhân vật hài bựa hay là nghèo hèn. Tuy nhiên trong bộ phim Em chưa 18, Kiều Minh Tuấn đã có được màn lột xác vô cùng ấn tượng. Anh chàng diễn viên 8x này đã có màn hóa thân vào nhân vật Hoàng, một anh chàng dân chơi đúng chất với những chiếc xe siêu sang và với bộ sưu tập hàng hiệu. Trong phim Em Chưa 18, Kiều Minh Tuấn và Hoàng đã có quen biết và trải qua tình một đêm với Linh Đan. Cô nàng này chưa đầy 18 tuổi, mối tình oan trái của cặp đôi này cũng đã mang đến cho khán giả nhiều tình tiết khá hài hước, giờ khóc, giở cười cũng đã tạo nên sức hấp dẫn của bộ phim. Sau Em Chưa 18, kỳ Minh Tuấn đã cho biết, anh đã mới nhận lời mời tham gia vào bộ phim Chí Phèo Ngoại Truyện, được lấy cảm hứng. Từ tác phẩm văn học của nhà văn Nam Cao, anh sẽ vào vai Sáu Bảnh, Đàn Em và cũng là một cảnh tay đắc lực của ông Trùm Thiên Bá. Sao Bảnh là một nhân vật khá là mới đối với Kiều Minh Tuấn. Trong phim nhân vật này đã luôn xuất hiện với nụ cười méo xệch, tạo nên sự ấn lạnh cho những người đối diện. Tháng 2 năm 2017, Kiều Minh Tuấn và nghệ sĩ Cát Phượng đã công khai, đang hẹn hò. Cặp đôi này cũng đã nhận được nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và đến những người hâm mộ. Người tình của Kiều Minh Tuấn đã cho biết họ đã quen nhau được 7 năm nhưng mà vì cô muốn giấu nên khán giả đã không biết mối quan hệ này. Nhưng mà các đồng nghiệp của cô thì đều đã biết. Các Phượng còn cho biết Kiều Minh Tuấn cũng đã mua một căn chung cư trị giá đến 3 tỷ để tặng cô. Điều đó khiến cho cô cảm thấy tình cảm chân thành từ người tình. Mối quan hệ giữa Kiều Minh Tuấn và bé bom, con trai của nghệ sĩ Các Phượng cũng đã rất thân thiết. Nam diễn viên này đã cho rằng tình yêu là không có tiêu chuẩn và cũng sẽ không có công thức chung. Kiều Minh Tuấn diễn chung cùng với hot girl Katie Nguyễn, Châu Bùi, Will 365 ở trong bộ phim Em Chưa 18. Anh đã đang đóng phim chiếc phèo ngoại truyện cùng với diễn viên hài Tu Trang và nghệ sĩ hài Tiến Lực. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video này hay và ý nghĩa thì các bạn hãy share và like và đừng quên chia sẻ cảm nghĩ của mình về video này bằng cách comment phía bên dưới nhé. Quý vị hãy nhấn vào nút đăng ký ngay phía bên dưới màn hình để ủng hộ kênh và nhận được những tin tức hấp dẫn được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những tin tức tiếp theo.